Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 4, đó chính là quy đồng mẫu nhiều phân thức rồi, đúng không nào? Cái việc quy đồng thì cũng các bước là chúng ta đã nắm rồi. Chúng ta phải đi tìm gì? Mẫu thức chung, sau đó chúng ta sẽ đi tìm nhân tử phụ. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhân cả tử và mẫu với cái nhân tử phụ tương ứng của từng cái phân thức đó, là chúng ta sẽ tiến hành quy đồng được các cái phân thức đại số, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ, thầy đã nói là các giữa các bài á, nó có sự liên quan với nhau. Nếu em không quy đồng được thì chứng tỏ ở cái bài số 5 này chúng ta không thể thể làm được. Tại vì sao này? Thầy giải thích này. Tại vì nếu em không quy đồng được, nghĩa là em chưa đưa các cái mẫu của nó về cùng một mẫu mẫu thức, thì chúng ta đâu có thể quy đồng được. Thầy nói không thể nào cộng hoặc là trừ các phân thức đại số được. Nên bắt buộc chúng ta phải quy đồng được thì các em mới làm được cái bài số 5 này để đưa nó về cùng mẫu, hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài phép cộng các phân thức đại số. Cái bài này thì rất là đơn giản em nha. Thì ở trong cái bài này á, thì nói chung á là chúng ta hiểu nôm na như này, nó có hai cái. Thứ nhất là cùng mẫu. Nếu mà cùng mẫu này thì sao? Cùng mẫu thì các em nhớ là giữ nguyên mẫu, giữ nguyên mẫu nha. Và chúng ta sẽ tiến hành cộng tử. Nó sẽ theo như công thức, ví dụ này, A phần B cộng cho C phần B đây. Nghĩa là ở đây mẫu này nó sẽ giống nhau, thì khi đó các em sẽ lấy tử cộng lại và giữ nguyên mẫu ở đây. Các em hiểu không? Ví dụ như ở cái bài này, ở bài 17A này, các em thấy cái mẫu này nó giống nhau này, thấy bài này giống nhau nè, thì các em sẽ lấy ba cái gì? Cái tử này cộng lại. Cộng lại, sau khi chúng ta cộng lại xong thì các em nhớ giùm thầy là rút gọn. Rút gọn cho đến tối giản. Nhớ nha. Một số bạn có comment hỏi thầy là: thầy ơi, như vậy thì quy đồng thì có rút gọn hay không? Đã quy đồng thì không rút gọn. Nếu rút gọn thì nó sẽ trở thành cái phân thức ban đầu làm sao? Mục đích chúng ta quy đồng là để nó đưa về cùng mẫu cơ mà. Nếu các em rút gọn thì nó lại trở thành phân thức đại số ban đầu. Các em hiểu chưa nào? Nhưng mà đối với khi các em thực hiện phép cộng hoặc là phép trừ các phân thức đại số thì ra kết quả cuối cùng chúng ta bắt buộc phải rút gọn tới tối giản, đó là cùng mẫu. Còn nếu khác mẫu, khác mẫu thì sao? Khác mẫu thì chúng ta sẽ tiến hành quy đồng, quy đồng để chúng ta đưa về cùng mẫu. Và các em sẽ thực hiện các bước giống ở phía trên này. Sau khi các em quy đồng xong, các bước quy đồng thì chúng ta đã nắm ở cái bài số 4 rồi ha. Chúng ta quy đồng để cho nó cùng mẫu. Cùng mẫu xong chúng ta sẽ thực hiện các bước giống như ở phần ở phía trên đây. Và cuối cùng chúng ta cũng phải rút gọn cái kết quả cho tới tối giản. Một cái phân thức tối giản ha. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần bài tập bổ sung luôn nha. Ở trong phần bài tập bổ sung thì nó có hai bài các em. Thầy sẽ thực hiện ở cái bài thứ nhất 5.1 cho các em xem nha. Cộng hai phân thức. Như vậy thì ở đây là x cộng 3 trên cho 2x trừ 1 cộng 4 trừ x trên cho 1 trừ 2x. Ở đây người ta cho các đáp án để chọn, nhưng mà thầy sẽ làm theo kiểu tự luận để chúng ta nắm, được không nào? Thì ở đây này, nghe thầy nói một xíu này. Ở đây 2x trừ 1 mà đây là 1 trừ 2x, thầy ước gì ha? Thầy ước gì mà cái này nó quay lại trở thành là 2x trừ 1 thì nó lại cùng mẫu bên đây. Thì chúng ta làm nó rất là nhanh. Thì bây giờ thầy giống như ông Bụt á, thầy sẽ biến cái điều ước đó thành hiện thực bằng cách này. Chúng ta nhớ lại công thức này. Nếu như mà A trừ B mà để thầy muốn nó quay lại trở thành B trừ A thì làm bằng cách nào các em? Bằng cách đặt dấu trừ lên trước thì nó sẽ quay lại. Các em hiểu không nào? Ta nhớ lại công thức này rất quan trọng. Cái này khi chúng ta học về quy đồng hoặc là cộng trừ các phân thức đại số thì chúng ta rất là hay áp dụng ở cái phần này. Như vậy bây giờ cái phân thức đầu tiên các em cứ ghi lại giùm thầy, chẳng có đụng chạm gì cả, đụng chạm gì hết. Nhưng chúng ta đụng chạm chỗ nào? Đụng chạm chỗ này này, còn ở tử này cứ ghi lại luôn, chưa đụng chạm luôn ngang. Chúng ta sẽ đụng chạm ở đây là gì? Ở đây 1 trừ 2x, bây giờ thầy muốn nó quay trở lại trở thành 2x trừ 1 thì thầy quay lại thôi, nhưng thầy phải thêm dấu gì đằng trước? Thêm dấu trừ đằng trước. Đấy. Mà các em lưu ý mẫu á, thì các em đừng có để âm. Các em luôn luôn để nó một cái số dương. Như vậy thì cái dấu trừ này người ta đưa lên trình tự
thầy làm rất chậm. Điểm là bạn nào mất kiến thức cơ bản thì chúng ta cũng có thể hiểu được và làm được. Cái dấu trừ này thầy đưa lên tử, cộng ở đây, trừ ở đây đó, trừ. Nhớ khi dấu trừ đưa lên thì phải đóng mở ngoặc, chứ em ghi chỗ đây mà trừ 4 mà chỗ đây không đổi dấu cộng thì các em lại sai. Nếu dấu trừ ở lên đây mà các em không có ngoặc này các em sai á. Giả sử như bây giờ thầy chia cái ngoặc này mà các em viết trở thành trừ 4 trừ x là các em sai. Tại vì khi có dấu ngoặc thì bên trong này sẽ đổi dấu trừ x này này, hiểu chưa nào? Ở dưới khi đưa dấu trừ lên thì nó còn là 2x trừ 1 đó. Bây giờ cùng mẫu chưa? Cùng mẫu rồi thì bây giờ làm sao viết cái mẫu lại đó, thấy không? Tự viết lại x cộng 3, chỗ này chúng ta xử lý một chút giùm thầy nha. Về dấu này cộng với trừ thì thành thành trừ rồi, như vậy chỗ đây sẽ là thành trừ trừ 4, trừ với trừ, trừ với trừ thì thành cộng, ở đây dấu cộng nữa thì cũng là dấu cộng, hiểu chưa? Ok rồi, tiếp tục. Bây giờ các em sẽ tiến hành gì em nhóm các đơn thức đồng dạng lại để chúng ta làm giống như chương trình lớp 7 thôi. Như vậy ở đây x với x này, hệ số đứng trước đây là một, hệ số đứng trước đây là một, thì ở đây các em đọc như này, 1x cộng 1x thì trở thành là 2x, đúng không? 3 trừ 4, cái này số nguyên thì lớp 6 được học rồi, 3 trừ 4 thì bằng âm âm 1, giống không? Ở trên tử và dưới mẫu này giống không? Giống, giống thì chia nhau ra thì bằng bằng một, nghĩa là chúng ta hiểu là a chia a thì sẽ bằng một, cứ giống là chia nhau là bằng một thì thôi, hiểu chưa? Ok chưa nào? Rồi. Như vậy thì ở cái bài này chúng ta sẽ chọn đó chính là đáp án C. Một này. Đó nè. Còn đối với cái bài này á, mà em không 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 thích đổi thằng này á thì các em đổi thằng này. Các em thích vậy thì cái phần 1 trừ 2x này các em giữ nguyên như này. Để mà đổi cái thằng 2x trừ 1 trở thành 1 trừ 2x thì chúng ta thêm dấu trừ đằng trước. Sau đó đưa cái dấu trừ này lên trên đây. À, hiểu chưa? Đấy, nghĩa là làm theo cách nào thì làm, nhưng nó cũng sẽ ra một kết quả cuối cùng đó chính là bằng 1. Chứ không phải làm 10 cách ra 10 kết quả là thôi toang á. Thôi rồi lừa mơ ấy. À, hiểu chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em bài này này. Bài này thầy đề nghị chúng ta làm trước giùm thầy nha. Nó là bài sao nên nó hơi khó một chút. Bạn em nha.